Trong quá trình canh tác, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, để đảm bảo thuốc phát huy hiệu quả tối đa, chúng ta cần một chất phụ trợ có khả năng thẩm thấu nhanh, lan trải mạnh và tăng hiệu lực cho thuốc. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm Rocket 5X, chất phụ trợ đặc biệt, giúp tối ưu hóa hiệu quả của thuốc bảo vệ thực vật, mang lại sự bảo vệ toàn diện cho cây trồng. Giúp tăng hiệu lực thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc cỏ, phân bón, giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường, lan trải đều trên bề mặt lá, chống rửa trôi, bốc hơi, tăng hiệu quả thuốc đối với dịch hại, bò trĩ, nhện đỏ, gỉa sẹo, nấm bệnh. Khi cộng với thuốc trừ cỏ giúp cỏ chết nhanh, tận gốc, chết nhiều loại cỏ hơn. Xử lý hạt giống như lúa, bắp làm rễ phát triển mạnh, lá cứng, cao, bật chồi khỏe, thẩm thấu nhanh vào bề mặt lá, lưu dẫn mạnh hai chiều. Đây là sản phẩm lý tưởng để bà con tin tưởng sử dụng trong mọi giai đoạn của mùa vụ. Hãy nhanh tay đặt hàng trải nghiệm cùng Rocket 5X ngay hôm nay để thấy được sự khác biệt rõ rệt nhé bà con. Xin chào và tạm biệt ạ.